Thì chúng ta sẽ vào cái file này này. Chúng ta vào vào và bật cái SAN lên nhá, xong rồi mở cái config. Chọn cái file httpd.con.con ấy. Đây là cái file này này. Vào config chọn httpd.con. Nó sẽ các bấm vào đấy nó sẽ mở ra. Đúng chưa? Sau đấy các bạn sẽ tìm cái đoạn allow override này này. Chuyển nó sang on, chuyển giá trị của nó sang on. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng cái của tôi xem nó như thế nào. Đây etc này. Xong Apache. Apache 2. Đó, tôi mở nó ra này, xong rồi tôi sẽ có cái file httpd con này. Tôi mở nó ra bằng xong làm text. Tôi tìm cái đoạn code là allow override. Đây này, các bạn nhìn thấy của tôi đang là none đúng không? Đúng không? Tôi chuyển nó thành on. Require on deny. Thế ngu à? Được chưa? Sau đó tôi sẽ start lại PP. Sudo. Oh. Rồi, tôi start lại rồi. Thì bây giờ các bạn coi này. Tôi sẽ giống như các bạn thôi. Ố. Oh. Không được không ạ? Biết đâu của ông sai. Tôi nhớ là sửa như này là được với mình nhỉ? Deny. Để xem nào. Của Windows thì nó tự động nó bật. Còn ở bên tôi thì nó khác. Directory on. Chờ tí để tôi xem lại của tôi đã nhá. Allow override. Allow override on. Rồi, tôi start lại con Apache. Chắc là được thôi. Ôi dồi ôi, kéo mẹ luôn. Internal server error. Bên này lâu mình không sửa, mình không nhớ nữa. On. Option 5. Được rồi mà. Sudo. Ồ, tạch luôn. Không biết tôi sửa đây có đúng không. Tạch này. Rồi, sửa cái nhá. Cái này phát chết luôn. Bạn chờ tôi tí nha, để tôi sửa ở trên cái Mac này, nó hơi bị ngu. Web server. Ờ. Sao của mình không được nhỉ? Web server này, document này. HTTP vhost config file. Extra này.
Không phải đây rồi. Ờ, máy này không được. Tâm ơi, mượn cái máy nào. Để tôi mượn máy của Tâm ạ. Mượn cái máy không? Chạy Windows vậy. Sao lại vậy nhỉ? Server name. Mình có sai đâu. Allow, override, directory. Web server document. Đây là web server library này, web server document. Cái này là old. Không được. Ờ, để cái này tí về tôi fix vậy. Không hiểu sao nay lại bị ngu này.